Xin chào cô chú chị và các bạn. Hôm nay là sáng cuối tuần á, cho nên là mọi người, anh gia đình anh chị đi vô trong cái thị trấn để mua một ít đồ với lại các công việc á, cho nên là có gia đình mình ở nhà. Hôm nay trời mưa, cô chú chị coi xung quanh nè, cái phía bên đó là anh chị đang trồng tỏi, nó đang nú 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 lên đó, đó trồng tỏi rồi trồng tỏi không à, đó chỗ này là trồng tỏi, đi trồng hành nữa. Thì lạnh năm nay lạnh trễ á, cho nên là những cái cây này nó mới có nảy mầm, mà những cái nước châu Âu khác thì hầu như là đã mọc bông mọc lá rồi, nở cành đào hết rồi, mà ở đây mới có nú cái nụ à. Thì năm nay ở đây lạnh lắm. Thì hôm qua giờ cái anh chị biết không, cái tin mà em đưa ngày hôm qua đó là hai cái tên lửa bắn vào người dân ở trạm xe lửa á. Thì đúng là có những cái tin tức nói là những cái đầu đạn đó là của Ukraine. Hôm nay mình sẽ lý giải cái chuyện này cho cộng đồng mạng biết, cho cô chú anh chị các bạn biết nha. Có thể là đúng cái đầu đạn đó là của Ukraine, nhưng mà không phải từ Ukraine bắn, nghĩa là từ bên Nga bắn qua, mà tại sao ở ở Nga lại có những cái đầu đạn của Ukraine. Thì mình sẽ nói như thế này nè. Cô chú anh chị biết không? Từ năm 91 đến năm 2001. Năm 99 đến năm 2001 á, là cái chế độ cái chính phủ bù nhìn của Ukraine là cái dạng ăn hối lộ á. Ăn hối lộ không, mà tài chính bao nhiêu á, toàn là bù nhìn, sống dưới chế độ của Nga á. Cho nên là không có lo gì cho nhà nước, không có lo cho dân hết trơn á. Thì mắc nợ là nợ tiền tiền ga đó, nợ tiền cái khí đốt của bên Nga đó, nợ nhiều lắm. Mình không biết cái số chính xác là bao nhiêu, nhưng mà không có tiền để trả, cho nên là cái chính phủ bù nhìn của Ukraine mới ký cái thỏa thuận là trao đổi cái tên lửa với lại máy bay. Thì cái thời đó là trao đổi là 8 cái 11 gần 11 cái trực thăng, 11 cái máy bay trực thăng mà có bơm, có thả bơm được á, là máy bay trực thăng là có bơm. Xong rồi gần 600 cái tên lửa, 600 cái tên lửa. Cái thời đó là hình như là cái giá bán là khoảng tầm 1 triệu đô, khoảng 1 triệu đô. Thì nhưng mà nếu mà giá thành bây giờ thì đã lên 2 triệu, tại vì thời giá hoạt chất nó lên á đó. Đó thì bán gần 600, đổi chứ không phải bán, là đổi, tại vì đang thiếu nợ á. Cho nên là chính phủ Ukraine là đổi đó, thì đổi là gần 600 cái tên lửa, 600 cái tên lửa với lại gần 11 chiếc máy trực thăng. Đó là đổi. Thì bây giờ bắt đầu là hôm bữa giờ Nga bắn qua tên lửa qua Ukraine rất là nhiều, thì hầu như là mình không biết họ còn bao nhiêu, thì mình không ai mà có thể biết được. Nhưng mà đã bắt đầu có những cái tên lửa của Ukraine thời hồi đó, thời 99 năm 2001 mà thời Liên bang Xô Viết còn, đó là của Ukraine đó, là họ còn giữ lại đó. Rồi sau khi thiếu nợ thì đổi đó, trao đổi để trả nợ. Thì bây giờ là những cái đầu đạn đó bắt đầu xuất hiện ở Ukraine, là từ hướng Nga bắn qua đó. Thì mình giải thích như thế này, tại vì có những comment đó, các bạn thông tin các bạn rất là giỏi, các bạn nói đầu đạn này là của Ukraine, nhưng mà có thể đó là đúng, có thể là đúng luôn, nhưng mà cái lý do tại sao nó đúng, và có cái vệ tinh ở trên bầu trời bây giờ, thời bây giờ mà đâu phải nhiều đó nữa đâu, người ta quan sát được, người ta biết từ ở đâu hướng, ở đâu bắn qua, mà là tên lửa đó từ hướng Nga bắn qua đó. Thì nói đến chính cái chuyện này để cho các bạn biết hiểu thêm đó, chứ mình ở đây thì có làm sao thì mình nói như vậy. Thì còn bây giờ hiện tại người U và chính phủ bây giờ họ rất là tức giận, họ tức lắm luôn á, tại vì ăn hối lộ cho cố, rồi bán trao đổi nợ nần, xong rồi trao đổi luôn trả nợ bằng những cái vũ khí mà để bảo vệ cho chính người dân của đất nước của mình á, mà cũng đem đi trao đổi bán được, trao đổi đó để trả nợ luôn á. Thì hôm qua giờ mình cũng mình nói chuyện trên mắt rồi, thì theo khán giả nói là mình phải đi ra khỏi á, thì mình nói chuyện trên mắt mình tính. Có nhiều cô chú anh chị nói là ở Canada đã mở cửa nè, anh mắt thì thích Canada. Còn ở Mỹ thì có nhiều khán giả cộng đồng người Việt mình á, ngồi cửa lại mình có người quen ở Mỹ á, nói chung là cũng nhiều khán giả ở Mỹ, với lại cũng có người quen ở Mỹ á, cho nên là mình quyết định mình sẽ đi đến Mỹ nếu mà được, tại vì bây giờ chắc khoảng tuần sau,
Tuần sau ba mẹ con mình, anh Mắc sẽ chở ba mẹ con mình ra biên giới để làm thủ tục định hướng, coi thử là nếu mà Mỹ mở cửa đi được thì mình sẽ đăng ký đi Mỹ đó. Nói cho cô chú anh chị biết, từ giờ sáng mình cũng nói chuyện với anh Mắc rồi, nói em sẽ đi Mỹ, nếu mà được thì mình đi, thì mình đi qua biên giới, anh Mắc sẽ đưa ba mẹ con bằng xe đi ra biên giới, xong rồi ở cửa khẩu biên giới á sẽ có đồng nghiệp của anh Mắc, tại vì ảnh ở hiện tại ở Ba Lan á, ảnh sẽ có xe anh đón ba mẹ con, rồi ảnh sẽ lo rồi giấy tờ cho ba mẹ con đó. Thì anh này là giáo viên dạy tiếng Anh á, cho nên là ảnh có thể giúp đỡ mình về cái phần ví dụ giấy tờ hay là những cái chuyến bay hay gì đó, thì có người giúp thì mình cũng đỡ bớt. Tại vì nhiều lúc đồ sách đi theo, xong rồi dẫn theo hai con nhỏ nữa, mà đặc biệt là Tima nó nhỏ, nó chạy tùm lum hết á, cho nên là có người giúp vậy rồi cũng đỡ. Thôi mình qua đó thì mình sẽ coi thử cái hướng đi, nhưng mà nếu mà cho sự lựa chọn mình sẽ đi Mỹ tính rồi, suy nghĩ, tại vì có khán giả ở Mỹ muốn giúp đỡ, muốn muốn mình đến để trong lo giấy tờ, rồi có anh chị có nhà có cửa để mấy mẹ con ở đỡ trong thời gian mà mình chờ chính phủ giúp đỡ đó, rồi anh chị lo giùm mình á. Thì có hai con nhỏ rất là vất vả, mấy cái chuyện sinh hoạt hàng ngày, nhiều lúc bệnh rồi hay làm sao đó, do có người mà sống ở đó lo giấy tờ rồi thì cũng đỡ mình yên tâm, cho nên là mình sẽ đi đến Mỹ. Mình nói chuyện trên mắt nói à, em nói thì ở Mỹ người ta nhận có giới hạn, dù có 100.000 người à, còn mình để tới cuối tháng nhiều lúc lúc đó người ta đi hết rồi, mình tới phiên mình không còn nữa, cho nên là thôi nếu mà đi á thì bây giờ tuần sau hoặc là cuối tháng nó cũng như vậy à, cho nên là thôi để em đi đi sớm, tuần sau em đi luôn. Rồi cái chuyện này mình có nói với lại gia đình của ông anh, thì ông anh nói ừ nếu mà em đi vậy thì cũng được, thì rồi ba mẹ con đi đó, cũng ủng hộ, cho mình đi chứ đó. Rồi hôm nay em bay video chia sẻ tới đây, tại vì mình đọc được cái bình luận là bắt đầu mình phải giải thích liền, tại vì để cái nào mà mình không là mình sẽ nói ờ cái này là không, còn cái nào mà có nhưng mà nó nguyên nhân nó tại sao có thì mình sẽ làm cái clip mình giải thích liền để cho khán giả hiểu. Rồi ok, à với lại cái này nữa nè, tại vì khi mà trao đổi vậy một đất nước, đều có giấy tờ hết á đó. Đó thì sau khi mà ký thỏa thuận trả nợ bằng những cái vũ khí như thế này á thì đều có giấy tờ đó. Ok, xin chào tạm biệt cô chú anh chị, bye bye.